Chân dung Thượng tướng Song Hào. Thượng tướng Song Hào sinh ngày 20 tháng 8 năm 1917, mất ngày 9 tháng 1 năm 2004, là một Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch lâm thời Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Khương, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1917, tại làng Quảng Hán, xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trong cuốn hồi ký Những năm tháng đã qua của Thượng tướng Song Hào, nguyên quán của ông là làng Trung Nghĩa, xã Hào Kiệt, nay là xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936 trong phong trào Mặt trận Bình dân. Năm 1937, ông phụ trách Ái hữu thợ thêu Thanh niên Dân chủ, sau này là Mặt trận Phản đế tại quê hương. Tháng 4 năm 1939, ông tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử làm thư ký Ban Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội và tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đầu năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án 7 năm tù, lưu đày qua các nhà tù Nam Định, Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Chợ Chu. Năm 1943, ông được chỉ định làm bí thư chi bộ tại nhà tù Chợ Chu. Tháng 8 năm 1944, ông vượt ngục khỏi nhà tù Chợ Chu, về vùng Tuyên Quang, Thái Nguyên hoạt động, được chỉ định làm chính trị viên đại đội tuyên truyền cứu quốc quân hoạt động ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Tháng 12 năm 1944, ông được chỉ định làm bí thư khu căn cứ Nguyễn Huệ. Tháng 8 năm 1945, ông được cử làm đại biểu dự hội nghị quốc dân tại Tân Trào, sau đó phụ trách cứu quốc quân cướp chính quyền tại hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Công tác chính trị trong quân đội. Sau cách mạng tháng 8, ông là sứ ủy viên sứ ủy Bắc Kỳ, kỳ bộ Việt Minh, phụ trách liên tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Tháng 12 năm 1947, ông là chính ủy liên khu 10, khu ủy viên bí thư quân khu ủy. Đến năm 1950, ông là chính ủy khu Tây Bắc, bí thư ban cán sự bộ đội tình nguyện vùng Thượng Lào. Năm 1951, ông là chính ủy đại đoàn 308, bí thư đại đoàn. Tháng 5 năm 1955, ông được giao công tác xây dựng quân đội chính quy và được cử làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ủy viên Tổng quân ủy. Năm 1959, ông được phong quân hàm trung tướng trong đợt phong hàm chính quy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng được phong trung tướng đợt này có các tướng Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Văn Thái và Trần Văn Trà. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 năm 1960 và lần thứ 4 năm 1976, lần thứ 5 tháng 3 năm 1982 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông được cử giữ chức Ủy viên Ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban kiểm tra Quân ủy Trung ương khóa 3, được Ban chấp hành Trung ương cử vào Ban bí thư khóa 4, phân công làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Tháng 3 năm 1961, ông được cử giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thay cho tướng Nguyễn Chí Thanh vào Nam, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ông được thăng quân hàm Thượng tướng vào năm 1974, vẫn cùng với các tướng Hoàng Văn Thái và Trần Văn Trà. Sau năm 1975, ông tiếp tục công tác trong quân đội. Cho đến tháng 4 năm 1982, ông chuyển sang công tác chính quyền, được phân công giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội. Đến tháng 2 năm 1987, từ tháng 2 năm 1990 đến tháng 12 năm 1992, ông được chỉ định làm Chủ tịch lâm thời Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Ông đã được bầu làm đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 4 và khóa 6. Ông qua đời lúc 1 giờ 22 phút ngày 9 tháng 1 năm 2004 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi. Trên đây kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung Thượng tướng Song Hào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.